phía ekip hỏa tán chiếc quan tài rỗng vậy thì hài phi nhung ở đâu xin chào quý vị và các bạn hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục cập nhật thêm những thông tin mới nhất về ca sĩ phi nhung như chúng ta đã biết thì thông tin phi nhung còn sống hoàn toàn là sự thật và cũng đã có hàng ngàn lá đơn được gửi đến bộ công an để yêu cầu điều tra lại toàn bộ kịch bản giả chết của phi nhung và sáng nay bộ công an lại vừa có thêm thông tin mới về cuộc điều tra Họ cho biết chúng tôi vừa phát hiện ra một bí mật vô cùng khủng khiếp ẩn sau hũ trò cốt của Phi Nhung. Chúng tôi không ngờ rằng Phi Nhung lại có thể làm như vậy được. Cụ thể thì điều gì bên trong hũ trò cốt lại khiến cho cơ quan điều tra phải kinh ngạc đến vậy? Thì xin mời quý vị và các bạn xem hết bản tin ngay sau đây. Đừng quên hãy ấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi và là người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất về ca sĩ Phi Nhung cụ thể vào sáng nay bộ công an đã có lệnh khẩn yêu cầu phía quản lý của phi nhung cung cấp cũng như giao nộp hũ trò cốt của phi nhung cho cơ quan cảnh sát để phục vụ cho quá trình điều tra và thật bất ngờ bên trong lại không phải là trò cốt mà chính xác hơn đó chỉ là một nắm cát trắng trả lời về điều này phía quản lý của phi nhung thành thật khai nhận đúng là chúng tôi đã bỏ vào đó một nắm cát để nhằm qua mặt dư luận bởi không thể nào để một hũ trò rỗng như vậy được rất dễ bị phát hiện. Ngoài ra, phía quản lý của Phi Nhung cũng đã thành thật gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ vì vở kịch đau lòng này. Đặc biệt, những người hâm mộ Phi Nhung vì đã giấu đi sự thật Phi Nhung vẫn còn sống, sợ mọi người sẽ không chịu được cú sốc quá lớn này. Hiện tại, phía Bộ Công an vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc này và trên mạng vẫn liên tục xuất hiện nhiều quan điểm trái chiều. Một bên cho rằng, ca sĩ Phi Nhung giả dạ chết như vậy cũng đúng bởi có quá nhiều thị phi và lầm sầm từ trên trời rơi xuống được tạo ra bởi vị CEO nào đó. Nên việc giả chết vẫn là cách tốt nhất để dập tan mọi tin đồn, tránh những điều tiếng không hay về mình. Bên còn lại lại cho rằng, sau khi điều trị xong thì Phi Nhung phải lãnh mọi hậu quả do mình gây ra. Bởi việc giả chết còn làm đám tan giả, lấy đi không ít nước mắt của người hâm mộ là điều không thể chấp nhận được. Pháp luật nên vào cuộc giải quyết vụ việc này. Hiện trên mạng xã hội vẫn luôn tranh cãi không ngừng về sự việc Phi Nhung làm đấm tăng giả. Còn bạn bạn nghĩ sao về sự việc này? Wendy vô tình để lộ một thông tin bí mật, mọi người bị lừa rồi. Nhiều người trên mạng đang bàn tán xôn xao về việc của cố ca sĩ Phi Nhung được cho là vẫn còn sống, không phải là cầm cự tầng hơi thở, mà hiện tại cô đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện California và được chồng cũ chăm sóc chu đáo. Cùng với đó là con gái ruột Wendy, Thực hư thông tin như thế nào, thì mới đây Wendy đã chính thức lên tiếng đến chính thông tin này. Sau khi ca sĩ Phi Nhung ra đi, nhiều thông tin tiêu cực về cô bỗng xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Mới đây Wendy đã bày tỏ sự bức xúc về những thông tin tiêu cực đang lan truyền về người mẹ quá cố và cô cho biết một số kênh YouTube đã lấy đoạn livestream cũ của mẹ Phi Nhung để phát lại với chế độ trực tiếp như thế. Phi Nhung đang live thật. Vì lẽ đó mà fan của Phi Nhung hoang mang khi làm tưởng cố ca sĩ lại thật và vào bình luận sôi nổi tương tác như thể Phi Nhung vẫn đang còn sống. Cách đây mấy hôm có người hỏi con sao mẹ Phi Nhung qua Mỹ lại livestream liệu có chuyện gì đang xảy ra hay không? Vì chuyện này mà Wendy và khán giả anh em trong gia đình không biết đâu là thật, đâu là giả và không biết chuyện gì đang xảy ra, Wendy cho biết. Một số người để lại bình luận như chào chị Phi Nhung, chị còn sống à? Chị có khỏe không chị Nhung ơi? Chủ kênh youtube sau đó đã bị đông đảo dân mạng vạch trần, thủ đoạn đăng tin giả về ca sĩ Phi Nhung. Trước đó cũng có nhiều tài khoản giải danh được lập ra, thậm chí giả mạo tài khoản con gái ruột Phi Nhung. Tại Mỹ, con gái ruột Wendy Phạm cố ca sĩ Phi Nhung từng lên tiếng cảnh cáo, hiện tại có rất nhiều tài khoản Facebook giả mạo được lập với tên Wendy Phạm. Cô khẳng định chỉ có một tài khoản Facebook duy nhất và không có fanpage nào khác. Wendy Phạm viết: Xin mọi người hãy cẩn thận vì những tài khoản kia có thể dùng danh nghĩa mẹ con để trục lợi như xin tiền hay kêu gọi đóng góp từ thiện. Wendy gọi khẩn về Việt Nam, bác sĩ thông báo cần thay tạng cho Phi Nhung, được biết sáng nay các bác sĩ tại Mỹ vừa có thông báo đến người hâm mộ Phi Nhung rằng hiện tại sức khỏe của cô đang có chuyển biến tích cực, cho thấy nhiều dấu hiệu hồi phục nhanh về thể lực. Cũng theo lời bác sĩ cho biết, nếu Phi Nhung cứ tiếp tục hồi phục tốt như thế này thì có khả năng cô sẽ được xuất viện sớm và những ai yêu mến cô sẽ được nhìn thấy một Phi Nhung trên sân khấu bằng da bằng thịt. Nhưng có một vài điều vẫn khiến các bác sĩ chữa trị cho Phi Nhung vô cùng lo lắng và đã thông báo trước với Wendy rằng hãy chuẩn bị tâm lý, bởi dù có tiến triển tốt nhưng Phi Nhung vẫn đang hồi phục rất chậm và vẫn đang tiếp tục lọc máu. Lúc thì lên 100% hồi phục, lúc thì còn 10% sự sống. Đây cũng là điều khiến các bác sĩ tại Mỹ vô cùng đau đầu nhiều người cho biết dù sức khỏe của phi nhung có ra sao thì họ cũng rất vui mừng vì nó chứng tỏ phi nhung vẫn còn sống theo đó phổi của phi nhung đã có những hồi phục đáng kể kể từ khi nhập viện đến nay wendy con gái của phi nhung chia sẻ với phóng viên rằng cô rất vui mừng vì sức khỏe của mẹ đang có những tiến triển tốt không cần can thiệp thở máy đây là một điều vô cùng kỳ diệu cũng theo một nguồn tin khác cho rằng cái chết của phi nhung chỉ là một vở kịch được lập ra sẵn một khán giả giấu mặt cho biết, trước đó ca sĩ Phi Nhung đã được chuyển đến bệnh viện chợ đẩy trong tình trạng vô cùng nặng. Ngay khi biết được thông tin này, Wendy lập tức nhờ nghệ sĩ Việt Hương làm thủ tục để đưa mẹ sang Mỹ điều trị. Ngay trong đêm đó cô đã về đến Mỹ và mọi thông tin đều không được tiết lộ với người hâm mộ. Đến hiện tại, việc ca sĩ Phi Nhung vẫn còn sống khiến nhiều người rất vui mừng và đồng lạc để lại lời chúc mong cô sớm khỏi bệnh và quay lại sân khấu. Một người hâm mộ cho biết, Tôi là fan của Phi Nhung từ rất lâu rồi, nghe tin Phi Nhung qua đời tôi thật sự không tin vào điều đó. Tôi vẫn mong rằng cô vẫn còn sống, mặc dù đó là điều rất mong manh. Nhưng dựa theo những tin đồn gần đây thì tôi nghĩ đây chỉ là một màn kịch, bởi trong việc này vẫn còn rất nhiều điều khó giải thích. Một số lũ ý kiến khác cho rằng, ca sĩ Phi Nhung thật sự đã mất rồi, làm gì có chuyện sống lại. Mà nếu có sống lại thì chỉ là trong giấc mơ mà thôi nhưng một số người tin vào những điều bí ẩn kỳ diệu thì vẫn cho rằng phi nhung vẫn đang ở một phương trời xa nào đó sẽ mãi mãi có một cuộc sống thật bình yên tránh xa các thị phi của cuộc đời này qua đó wendy cũng cho biết thông tin mẹ phi nhung còn sống hiện tại vẫn chưa được công bố và một số nguồn tin cho biết mẹ tôi đã phục hồi sức khỏe thực sự đây là những điều không đúng với sự thật hiện tại mẹ tôi vẫn đang được điều trị tại một bệnh viện vô cùng nổi tiếng tại mỹ qua những lời chia sẻ của wendy cũng đã cho chúng ta một chút hy vọng về sự sống của phi nhung nhưng đây cũng sẽ là một cú lừa thế kỷ cho những ai hâm mộ hoặc không hâm mộ phi nhung cuối cùng wendy gửi lời nhắn nhủ đến khán giả rằng mọi người nên bình tĩnh trước thông tin này cô sẽ sớm có thông báo chính thức đến toàn thể bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ cũng theo lời bác sĩ đang điều trị cho phi nhung cho biết các bác sĩ hiện vẫn đang tích cực chăm sóc cho phi nhung để giúp cô trở lại với cuộc sống bình thường Mong rằng những nguồn thông tin trên có thể đem lại thêm hy vọng cho người hâm mộ Phi Nhung. Một mai này cô sẽ quay lại sân khấu và cất tiếng hát những bài tình ca lãng mạn gửi đến quý vị và các bạn vào một ngày không xa. Và rất mong thông tin này sẽ là sự thật và những ai yêu mến Phi Nhung có thể tiếp tục được nhìn thấy một Phi Nhung rạng rỡ và đầy sức sống trên sân khấu. Những bằng chứng nào giúp cơ quan cảnh sát Mỹ xác định 100% Phi Nhung còn sống? mới đây một lãnh đạo tại mỹ đã có công văn yêu cầu tiến hành điều tra lại nguyên nhân phi nhung qua đời bởi dù gì cô cũng là một công dân của nước mỹ theo đó nhà lãnh đạo này đã có chỉ thị cho các cơ quan tình báo xem xét thông tin mật về cái chết của ca sĩ phi nhung tìm hiểu thật kỹ nguyên nhân bí ẩn phía sau xem có điều gì mờ ám hay không vào ngày hôm nay nhà lãnh đạo mỹ cho biết cơ quan tình báo vừa công bố hai kịch bản có thể xảy ra liên quan đến cái chết của ca sĩ phi nhung nhưng vẫn chưa thể đưa ra đáp án chính xác về sự việc này. Theo đó, tang lễ của Phi Nhung vừa được cử hành xong, con gái Wendy lập tức đến Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu điều tra xem xét lại về cái chết bất thường của Phi Nhung. Ngoài ra, cô nhấn mạnh, việc này có thể liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, mong có thể tìm lại danh dự cho cố ca sĩ. Theo đó, cũng có nhiều luồng thông tin cho rằng, có thể cái chết của Phi Nhung có sự sắp đặt của một thế lực nào đó phía sau, chứ mất vì Covid-19 rất khó xảy ra bởi trước đó cô có kết quả xét nghiệm âm tính với loại virus này. Cùng với đó, hàng loạt cộng đồng mạng và bình luận ủng hộ hành động này của con gái Phi Nhung bởi không thể để một người đạo khuất phải gánh chịu tiếng xấu từ những lời bị đặt của ai đó. Trước đó, ca sĩ Phi Nhung đã qua đời vào lúc 12h15 trưa ngày 28 tháng 9, sau hơn một tháng chữa trị Covid-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Con gái ruột của chị là Wendy Phạm vì ở Mỹ, nên nghệ sĩ Việt Hương đại diện cho gia đình tại Việt Nam lo hậu sự cho người đồng nghiệp. Theo đại diện của bệnh viện cho biết, Phi Nhung qua đời do biến chứng nặng của Covid-19, hoại tử một phần phổi, suy đa cơ quan. Trước đó, ca sĩ được chạy emo lọc máu và được điều trị bằng các loại thuốc cao cấp nhất.